Xin chào anh em đến với kênh chứng khoán của Ngoại Phạm. Hôm nay mình lên cập nhật cái thị trường vệ sinh cho anh em. Chúng ta biết thì cái phiên cuối tuần vừa rồi ấy, vệ sinh chúng ta đóng cửa giá 1087. Thị trường chung VN Index thì đóng cửa 1076.78 đây này. Hiện tại trên khung 2 giờ thì chỉ số VN 30 future chúng ta đã giá là trên MA20 nhá anh em nhá. Là trên MA20. Thì như thế. Hôm nay mình nên cập nhật cho anh em là vì là lý do là con PNA MR98 này nó bắt đầu khởi động một lệnh. Đấy anh em nhìn nào, nó khởi động một lệnh ở đây và lúc 9 giờ sáng hôm 3/11 bắt đầu báo hiệu thanh nến xanh, cái đốt xanh đầu tiên ở đây. Nến tiếp theo là mua ở đây lúc 11 giờ trưa nhá, hôm 3/11 giá mua là 1087. Đi check của nó thì hôm trước là chúng ta vào sell hôm 17 tháng 10 và giá 1158.5 1158.5 đây, 17 tháng 10 giá 1158.5 và hôm nay chúng ta vào 3 đảo chiều đóng lại cái lệnh sell này lúc 11 giờ trưa 3/11 ở giá 1086.8 nha. Nốt này ở đây. Ừ. 086.8. Nốt. Cái lệnh này lãi được 30 gần 36 triệu này. 35.700.000 hôm 3/11 nha. Như vậy là nó hâu mất một nửa tháng. Vậy là chúng ta lệnh mới chúng ta sẽ là lệnh buy 1086.8 nhé anh em nhé. Chúng ta kiểm lại từ đầu đến giờ, từ hôm chúng tôi chia sẻ đến giờ, từ hôm 23 tháng 6 đến hôm 3/11 xem nào, chúng ta lãi bao nhiêu phần trăm. À, tỷ suất sinh lời đang 107%. Ừ, hơi đích hai tài khoản này anh em ạ. Tiền là vào 126 triệu, bây giờ là 261 triệu rồi. Tỷ suất sinh lời 107%. Quá là ok. Bây giờ chúng ta đang vào buy 5 lots ở giá 1086.8 nhé. 1086.8 đây bài này lúc 11 giờ trưa thì sau khi mà buy xong, robot buy xong thì chỉ số đã đi lên 1093 nhưng mà đến cuối giờ thì nó lại sụt xuống 1087. Như mọi người có thể thấy là robot của mình hoạt động rất là ok nhá. Từ hôm chia sẻ với anh em là thôi từ tháng 6 giờ được hơn 5 tháng rồi mà đã x2 tài khoản rồi nha. Nếu như chúng ta đánh phái sinh mà chúng ta đủ trình độ thì chúng ta có thể lãi hơn rất nhiều cái chứng khoán cơ sở nhé. Còn nếu như mà những người nào mà không giỏi về vấn đề kỹ thuật ấy mà đánh phái sinh thì khả năng ra đi rất là cao.
rất là cao nha. Bởi vì thực ra đánh phái sinh là có nó có đòn bẩy. Ok thì hôm nay mình là nên chia sẻ với anh em cái lệnh như thế. Thì chúng ta đã đóng lệnh xe ông nội vào nha. Là lệnh xe ông nội ra lên trên này này. Khu vực 1160 này. Bây chúng ta đóng lại. Hôm trước thì phái sinh chúng ta xuống tầm 1.0439 thế này. Ok nhá, xin chào anh em nhá.